chắc bạn cũng muốn tiện lợi hơn trong các giao dịch, từ giao dịch hành chính cho đến giao dịch dân sự như mua sim điện thoại. Chắc bạn cũng muốn cảm thấy an toàn hơn ở những nơi công cộng, như chính quyền có thể gửi cảnh báo cho bạn về những địa điểm mà bạn không nên đến. Người hàng xóm của Việt Nam đang làm rất tốt việc này, khả năng rất cao là chính quyền Việt Nam cũng đang học theo. Tuy nhiên, cái giá dành cho sự tiện lợi và an toàn này có thể sẽ khiến bạn suy nghĩ lại. Tại một số nơi ở Trung Quốc, nếu bạn mặc đồ ngủ để đi ra đường, vài phút sau, bạn sẽ nhìn thấy chân dung của mình trên biển quảng cáo điện tử. Hoặc là nếu bạn vi phạm giao thông thì bạn sẽ nhận ngay một tin nhắn xử phạt và cũng sẽ bị bêu lên biển quảng cáo. Công nghệ nhận dạng gương mặt của Trung Quốc đang trở nên ngày càng chính xác hơn và cũng đáng sợ hơn. Nhận diện gương mặt chỉ qua camera thì có thể không chính xác, tại vì có nhiều góc quay camera, nó không có quay được hết gương mặt của bạn. Tuy nhiên, nếu như hệ thống phát hiện có một gương mặt giống như bạn và cùng lúc đó hệ thống phát hiện số điện thoại của bạn đang hiện diện tại khu vực đó, thì gương mặt đó chắc chắn là bạn. Và đây chính là điều chính quyền Trung Quốc đang thực hiện, và nó có thể sẽ sớm hiện diện tại Việt Nam. Những bước đi đầy nghi vấn của Bộ Công an trong 2 năm gần đây đã khẳng định điều này. Khi chính quyền yêu cầu toàn dân làm thẻ căn cước vào đầu năm 2021, Bộ Công an đã không đề cập đến việc định danh và xác thực điện tử. Cho đến cuối năm 2021, chính phủ mới bắt đầu thông báo về công nghệ này. Đến giữa năm 2022, chính phủ mới ban hành một nghị định để thực hiện về định danh điện tử và xác thực điện tử. Về nguyên tắc lập pháp, nghị định được ban hành để thực thi luật. Tuy nhiên, nghị định về định danh và xác thực điện tử của chính phủ không hề dựa trên một căn cứ pháp luật nào. Bởi đơn giản, không có luật nào của Việt Nam đến nay quy định về định danh và xác thực điện tử. Đây là một hành vi cực kỳ mờ ám. Rõ ràng, định danh điện tử không phải là một sáng kiến nhất thời của Bộ Công an, mà là một kế hoạch được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Khi kêu gọi người dân đổi sang thẻ căn cước gắn chip, vì sao Bộ Công an lại giấu đi kế hoạch này? Điều này chỉ có thể giải thích rằng Bộ Công an muốn đặt người dân vào thế đã rồi. Việc yêu cầu người dân đổi sang thẻ căn cước gắn chip chỉ là cái cớ để Bộ Công an thu thập thông tin của toàn dân, nhất là hình ảnh mới nhất của bạn. Hình ảnh mới nhất của bạn là thông tin rất quan trọng, góp phần định vị, xác định bạn qua camera và các ứng dụng định danh trên điện thoại. Sau khi đã có được dữ liệu của toàn dân, người dân muốn phản đối đến đâu đi nữa cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của chính quyền. Chính quyền muốn làm gì với dữ liệu của bạn cũng được, chỉ cần hợp thức hóa về mặt pháp luật mà thôi. Đến nay, Bộ Công an chỉ cho phép sử dụng ứng dụng định danh điện tử trên một điện thoại và gần như rất khó để chuyển ứng dụng này sang điện thoại khác. Và bạn cũng biết rằng ngày nay, điện thoại là vật bất ly thân, kể cả khi ngồi trên bồn cầu. Chính quyền gần đây đã buộc người dân phải xác thực số điện thoại chính chủ bằng cách yêu cầu người dân chụp ảnh chính gương mặt của mình để đối chiếu với ảnh trên căn cước công dân. Song song với việc định danh điện tử, các tỉnh thành cũng đang thiết lập các trung tâm kiểm soát đô thị bằng camera. Định danh điện tử qua ứng dụng điện thoại mờ ám trong việc thu thập dữ liệu toàn dân và thành lập các trung tâm kiểm soát bằng camera có vẻ như là một kế hoạch kiểm soát toàn dân rất lớn đang được Bộ Công an gấp rút thực hiện. Cái mà Bộ Công an cần hiện nay đó là một cái cớ đủ lớn, có lẽ là một sự kiện gây chấn động, gây bất an trong toàn dân, để từ đó phát sinh nhu cầu cần phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân ở các nơi công cộng. Và khi đó, Bộ Công an sẽ có lý do để hợp thức hóa việc định vị toàn dân như Trung Quốc đã làm. Tham vọng này đã được thể hiện trong hồi đại dịch Covid-19. Chắc các bạn còn nhớ khi đó Bộ Công an đã cho ra đời một ứng dụng đầy trục trặc có tên là Di biến động dân cư. Ứng dụng này chính là tiền thân của ứng dụng định danh điện tử hiện nay có tên là VNEID. Như một con chim chưa bước vào lồng, chưa biết cảm giác bị giam giữ bức bối ra sao. Đây chính là tâm thế của người dân hiện nay, luôn tin vào những lời hứa hẹn của Bộ Công an về sự tiện lợi của việc định danh điện tử, nhưng lại quên đi quyền riêng tư của mình có thể bị xâm phạm nặng nề ra sao. Điều cần làm nhất hiện nay là giới hạn phạm vi Bộ Công an có thể sử dụng dữ liệu của người dân, mở rộng phạm vi người dân có thể tự quản lý dữ liệu của mình. Trước tháng 11 năm 2023, hãy góp ý với các đại biểu quốc hội của mình về dự luật căn cước sửa đổi. Đây là một dự luật đầy vấn đề của Bộ Công an. Đừng hy sinh quyền riêng tư của mình để đổi lấy sự tiện lợi nhất thời. Hình ảnh của bạn, dữ liệu của bạn, bạn có quyền định đoạt cho ai sử dụng và sử dụng chúng như thế nào.